Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ duy nhất của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2021, thì Dũng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chương trình giảm giá đặc biệt dành cho 3 sản phẩm. Ba sản phẩm thì Dũng sẽ giới thiệu ngay sau đây sẽ có áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá từ 1 triệu cho đến 2 triệu đồng trên một món. Các sản phẩm khác của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn không nằm trong chương trình khuyến mại này. Rất mong quý vị và các bạn lưu ý. Và chương trình này chỉ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2021. Qua thời gian trên, các sản phẩm đưa về mức giá như thông thường. Quý vị và các bạn lưu ý. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bow 701 bản 1 lỗ hơi hàng của Canada. Với 701 bản 1 lỗ hơi của Canada là model rất nổi tiếng của thương hiệu Bow đặt nhà máy tại Canada. Mẫu loa này có công suất là 450W trên một thùng. Loa sử dụng một loa bass sub loại 20cm. Đặc biệt với củ từ loa bass sub của mẫu loa này có kích thước lớn nhất trên tất cả các mẫu loa Bow. Mẫu loa Bow này phía trên này sử dụng một loa trung âm loại 16cm và hai loa chép giấy loại 6cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Vỏ thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu xám đá, rất đẹp. Đây là thùng loa bên đây. Mẫu loa thiết kế dạng cột, phong cách sang trọng. Loa có kích thước chiều cao khoảng 1m, chiều ngang khoảng vuông 25cm. Dòng loa này anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m². Ưu điểm của dòng này cho tiếng bass rất mạnh mẽ. Chúng ta không cần phải mua thêm một loa sub nữa. Với mẫu loa này có mức giá thông thường là 17.500.000. Tình trạng hàng bãi zin đẹp và Tiến Dũng phục vụ anh em giảm 1 triệu đồng. Giảm ngay 1 triệu đồng cho mẫu loa Bow 701 bản 1 lỗ hơi. Mức giá chỉ còn lại 16.500.000. Tiến Dũng bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng và đầy đủ các chế độ hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiếp theo phía bên đây, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm nữa nằm trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Đó là mẫu loa Onkyo model Scepter 10. Đây là e-căng của loa. Onkyo model Scepter 10 có cấu hình rất khủng. Dòng loa này sử dụng một loa bass loại 40cm, màng giấy gân mút. Một loa chép kèn từ Anico. Phía mặt trước có một miếng tán âm rất lớn. Trên đây có mang theo mã số AL120 Onkyo. Hai lỗ thông hơi nằm phía dưới. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng, gỗ cẩm lai. Đây là dòng thùng loa được trang trí bằng gỗ quý. Gỗ rất đẹp. Thùng loa vừa có mặt tại shop ngày hôm nay. Tình trạng zin nguyên bản, hàng bãi tuyệt đẹp, không lỗi lầm. Với Onkyo model Scepter 10, đây là cặp loa có cấu hình rất khủng của thương hiệu Onkyo, có thể nói là đáng chơi nhất của thương hiệu Onkyo đến từ Nhật. Mẫu loa này có công suất là 100W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 95dB. Cặp loa có kích thước chiều ngang là 56cm, chiều sâu là 52cm và chiều cao của loa là 87cm, trọng lượng 44kg trên một thùng. Với tình trạng zin nguyên bản, hàng bãi xịn, thì Dũng phục vụ anh em mức giá thông thường là 41. Và trong clip đặc biệt này thì Dũng giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 40. Tất cả bao zin và đầy đủ các chế độ hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiếp theo phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm nữa nằm trong chương trình khuyến mại của ngày hôm nay. Đó là Sony 3/7, Sony X3/7 ES. Đây là model rất nổi tiếng của thương hiệu Sony với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, hai hồi gỗ, bóng sơn mài rất đẹp, toàn thân nhôm phay. Trên này còn remote zin theo máy. Với tình trạng hàng bãi zin đẹp, mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 17.500.000. Và trong chương trình này thì Dũng sẽ giảm ngay 1.500.000, mức giá chỉ còn lại 16 triệu. Chỉ 16 triệu cho chiếc Sony X3/7 ES kèm theo remote zin theo máy. Chiếc ở phía dưới đó là Marantz 1250.
Chiếc này không nằm trong chương trình ưu đãi giảm giá. Marang 1250 sử dụng 8 sò sắt Marang cao cấp. Dòng này có công suất nguồn là 330W, hàng của Mỹ và sản xuất tại Nhật. Vỏ gỗ zin theo máy, mặt phay nhôm màu vàng. Máy tuyệt đẹp, tất cả sáng quắc. Đây là giao diện phía mặt sau của hai thiết bị này. Sony X3 số 7 ES, điện 100V, công suất nguồn 27W. Kết nối ngõ ra là jack RCA và jack 35. Marang 1250, công suất nguồn là 330W, điện 100V, hàng Mỹ sản xuất tại Nhật. Máy có thể chơi được hai cầu loa A và AB cộng. Mức giá của chiếc Marang là 23 triệu. Đây là đối tác tuyệt vời cho các dòng loa có công suất lớn như Onkyo Scepter 10, như HBM 100, HBM 150 của Beuner, như S180A. Các dòng như JBL tầm bass 30, bass 40 đều chơi rất tốt. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài nhạc với bộ ba thiết bị được phối ghép rất tuyệt vời này. Đưa đón nhau về.
vắng với cô đơn ngõ hồ ngập lối tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn biết em giờ có và từ đó những đêm trời mưa gió thâu tranh người tình nhỏ nuôi nắng cả một đời mỗi tình thời tại giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào và từ đó giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để không bỏ lỡ các sản phẩm được cập nhật thường xuyên vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh để nhận ngay các thông báo mới nhất khi Tiến Dũng có video mới. Xin chào và xin cảm ơn.